Những điều thú vị về loài rết khiến bạn bất ngờ. 1. Rết thuộc nhóm động vật thân đốt, phân ngành nhiều chân. Phần đầu của rết thường có dạng tròn hoặc dẹt, phần thân mang nhiều đốt dài và ngắn nằm xen kẽ, mỗi đốt mang một đôi chân. 2. Đốt đầu tiên mang hai kìm chứa nọc độc được sử dụng để tự vệ và săn mồi. Số lượng chân của loài rết vô cùng đa dạng, có thể là 20 cho đến 300 chân. 3. Rết có mắt kép ở phần đầu được cấu tạo từ các mắt đơn, nhưng chúng chỉ có thể cảm nhận được sáng và tối, chứ không thể phân biệt được hình dạng đối phương hoặc sinh vật xung quanh như các loài chân lớp cùng hệ khác. 4. Số cặp chân của rết luôn tồn tại ở số lẻ gồm 15 hoặc 17 cặp chân. 5. Lớp vỏ của rết không có lớp cutin dạng sáp, vì vậy rết rất dễ bị mất nước khi trời khô hạn và nắng nóng. Do lớp vỏ có cấu tạo không hoàn thiện nên chúng chỉ tập trung sống ở những vùng có khí hậu ẩm thấp. 6. Rết thuộc loài sinh sản đơn tính và có chu kỳ sinh sản không cố định theo mùa. Rết được thả bao tinh của mình rồi các con rết cái tự nhặt lấy. 7. Tuổi thọ của loài rết là khoảng 5 năm, chúng luôn lột xác và tiến hóa qua từng độ tuổi.